Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin kính chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc mới thật là hiệu quả và nhiều niềm vui. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung hoàn thành công tác nhân sự của nhà nước, quốc hội, chính phủ. Ngày làm việc đầu tuần hôm nay mùng 5 tháng 4, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Phân công của Chủ tịch Quốc hội Buổi sáng, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Sau đó Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. Ngay sau khi thông qua nghị quyết, chủ tịch nước nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu thủ tướng chính phủ và tiến hành bầu thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu, sau đó Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu thủ tướng chính phủ. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ. Chương trình xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác Thưa quý vị, hiện, tại, hiện nay thì nhiều địa phương đang triển khai cấp căn cước công dân gắn chip Theo Bộ Công an thì dự kiến đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 Trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân mới Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 05 năm 1999 Về chứng minh nhân dân thì sẽ có 5 trường hợp người dân bắt buộc Phải đi đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân gắn chip Và một trường hợp phải xin cấp lại thẻ chứng minh nhân dân có 5 trường hợp người dân bắt buộc phải đi đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân gắn chip và một trường hợp phải xin cấp lại thẻ chứng minh nhân dân. Cụ thể, đó là chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng, chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được, thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh, thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay đổi đặc điểm nhận dạng, trường hợp bị mất chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại. Như vậy nếu thuộc trường hợp phải đổi cấp lại chứng minh nhân dân mà không đi đổi cấp lại, người dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng. Người dân nếu thấy mình thuộc đối tượng nào thì nên chủ động xin đổi cấp lại căn cước công dân gắn chip để thuận tiện cho các giao dịch với cơ quan nhà nước, ngân hàng. Thưa quý vị, thực hiện đề án của Bộ Công an thì những ngày qua, Công an tỉnh Hà Nam đang tập trung nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện cấp quản lý thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được các lực lượng chức năng áp dụng để tạo sự tiện lợi cho người dân đến làm thẻ căn cước công dân. Mặc dù đã cuối giờ làm việc buổi chiều, nhưng tại phòng tiếp dân công an phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý vẫn rất đông công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Các anh cứ làm uh, việc rất nhiệt tình mà có ghế ngồi cho nhân dân này, có chỉ dẫn nhân dân đến ở đón tiếp rất là tốt. Thì tôi thấy cái thái độ là làm việc của các đồng chí công an là tương đối là tốt, rất là tốt đấy. Và... Riêng tôi cảm thấy rất thuận lợi, rất trình tự, người đến trước làm trước, người đến sau làm sau. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy nhanh tiến độ cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đợt cao điểm 120 ngày không nghỉ từ mùng 1 tháng 3 đến 30 tháng 6, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật ngày lễ, thời gian làm việc mỗi ngày 3 ca từ 6 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân. Bước đầu thì chúng tôi sẽ giao cho công an các phường, xã thì đã chủ động xuống tận địa bàn thôn xóm, tổ dân phố để làm công tác điều tra cơ bản. Thế và chúng tôi đã lập danh sách các cái trường hợp được cấp căn cước công dân và chúng tôi phát phiếu, chúng tôi làm cuốn chiếu theo từng tổ dân phố một đảm bảo vừa đạt hiệu quả, vừa đảm bảo cái thời gian cho bà con dân đi lại. Theo kế hoạch, Công an tỉnh Hà Nam phấn đấu đến mùng 1 tháng 7 năm 2021 sẽ cấp 792.000 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân từ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tạm trú trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo hướng dẫn cho công an các phòng ban cũng như là các huyện thị xã và thành phố tham mưu cho các vị chính quyền địa phương cũng thành lập ban chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các ủy, chính quyền địa phương, các xã ban ngành cũng như là nhân dân chúng tôi cùng với lại các ủy chính quyền địa phương để trang cấp các cái cơ sở vật chất phục vụ cho cái việc cấp phát cho nó nhanh nhất. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong thời gian tới tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung cao độ lực lượng cho công tác thực hiện dự án cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, bảo đảm đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra để người dân sớm có căn cước công dân thực hiện các giao dịch cần thiết và phục vụ tốt công tác quản lý công dân theo quy định. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh, mùng 4 tháng 4 năm 1961 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Cách đây 60 năm, ngày mùng 4 tháng 4 năm 1961 tại làng 2 xã Tu Krông, nay là xã Vĩnh Kim, thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh ủy Bình Định đã có quyết định thành lập Đại đội An ninh Vũ trang, tiền thân của Công an Vũ trang Bình Định và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định ngày nay. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Định đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết mưu trí dũng cảm kiên cường trong chiến đấu, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ khác. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định. Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao 144 công dân Việt Nam gồm 51 nam, 93 nữ ở 36 tỉnh thành phố đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày tại Nam Định về nơi cư trú. Đây là các công dân trở về từ Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20 tháng 3 được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định ở thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản. Những người này đều đã 3 lần liên tục xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện sức khỏe ổn định, không ho, sốt hay khó thở và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định xác nhận đủ điều kiện chuyển về địa phương, tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe ở nơi cư trú theo quy định. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định phối hợp với các lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện hỗ trợ đưa công dân về địa phương thuận tiện, an toàn. Thưa quý vị, trong khi đó thì các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang ghi nhận nhiều trẻ em mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có nhiều bé bị bệnh nặng và gây biến chứng. Thống kê từ bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 và bệnh viện Bệnh nhiệt đới thì mỗi ngày có hàng chục bệnh nhi phải nhập viện. theo các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hàng năm có hai thời điểm bệnh tay chân miệng bùng phát, đó là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là thời điểm trẻ đi học, nguy cơ lây lan cao hơn, dẫn đến số lượng trẻ mắc bệnh cũng tăng cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Cho đến nay bệnh vẫn chưa có vaccine dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ như rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần vật dụng đồ chơi của trẻ. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nguyên cũng ghi nhận số bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng cao. Riêng tỉnh Đắk Lắk ba tháng đầu năm nay đã có 250 trẻ mắc bệnh tập trung nhiều ở thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Buôn Đôn và Cư Mờ Ga. Ngày hôm qua mùng 4 tháng 4, thì trước áp lực lưu lượng phương tiện giao thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng cao do người dân về quê dịp Tết Thanh Minh, sau đó thì lại dồn dập trở lại thủ đô, giao thông trên tuyến bị ùn khoảng từ 2 đến 3 cây số. Trạm BOT Pháp Vân Cầu Rẽ đã buộc phải xả trạm gần 2 tiếng. Để giải quyết tình trạng ách tắc nhiều giờ, thì trạm BOT ở Vạn Điểm quyết định xả trạm trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 06 sau khi mà kết thúc xả trạm. Việc lưu thông của người dân đã thuận lợi hơn rất nhiều so với thời điểm đầu giờ chiều. Việc lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Tết Thanh Minh đã được lực lượng dự báo trước nên là ngay từ sớm, 100% quân số đã được huy động để ứng trực ngoài đường. Dự kiến là ngày đầu tiên của tuần mới thì giao thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ mới trở lại bình thường. Thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp ngày lễ 30 tháng 4 vào mùng 1 tháng 5, tránh việc ồn tắc và quá tải giao thông, ngành đường sắt sẽ tăng thêm nhiều đôi tàu từ các ga Hà Nội và Sài Gòn đến Đà Nẵng. Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, để phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngoài ba đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều tàu đến Đà Nẵng. Cụ thể, tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chạy thêm đôi tàu SE17-SE18. Tàu SE17 sẽ chạy từ ga Hà Nội, tàu SE18 sẽ chạy tại ga Đà Nẵng cùng với đó tuyến Sài Gòn Đà Nẵng ngoài đôi tàu SE21 SE22 chạy hàng ngày chiều Sài Gòn đi Đà Nẵng sẽ chạy tàu SE28 SE30 chiều Đà Nẵng đi Sài Gòn sẽ chạy tàu SE27 SE29 theo đại diện tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021, các doanh nghiệp vận tải đường sắt thực hiện chương trình kích cầu với hơn 10.000 vé tàu giảm giá 50%, thời gian đi tàu từ ngày mùng 5 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4 và từ ngày mùng 4 tháng 5 đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2021 những năm gần đây trong lĩnh vực nghiên cứu văn học nghệ thuật truyền thống bên cạnh các hoạt động của các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp nhà nước xuất hiện nhiều hội nhóm cá nhân quan tâm tìm hiểu đầu tư công sức với hoạt động phong phú giúp khôi phục và lưu giữ các giá trị văn hóa của cha ông để lại và dự án làm mới chữ hán nôm của nhóm tác giả với tên gọi là cổ vận tân phong mới đây là một ví dụ Dự án sách Cổ vận Tân Phong đã tập hợp nhiều nhà nghiên cứu, các dịch giả và những người yêu mến chữ Hán, tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tọa đàm trao đổi kiến thức, phục dựng một số giá trị truyền thống, thực hiện công trình nghiên cứu chuyên sâu và ra mắt sách. Dự án là dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện đại, đánh thức một mạch ngầm văn chương xưa vẫn còn âm ỉ chảy đến hiện tại. Cái sự đam mê, sự mong muốn và một cái mãnh liệt khát khao của tác giả muốn truyền tải hết sức những cái giá trị truyền thống và đặc biệt là nó cái giá trị truyền thống này sau 100 năm đứt gãy thì đến thời điểm này và đến ngày hôm nay đã đơn vị mình tri thức trẻ bút cùng với 12 tác giả đã làm nên cái việc này và đây mình nghĩ cũng là cái mong muốn của đội ngũ tác giả muốn truyền tải những giá trị về văn hóa về truyền thống về lịch sử đến rất nhiều đối tượng trẻ Sản phẩm đầu tiên trong chuỗi kế hoạch của dự án đã cho ra mắt cuốn sách cùng tên với ba ấn phẩm sử dụng các hình thức sáng tác truyền thống của chữ Hán Nôm để đề cập đến các vấn đề hiện đại. Đây được xem như tiếng pháo đầu đánh thức một dòng văn học tưởng như bị lãng quên. Việc phục hồi lại những cái hoạt động mang tính chất là văn hóa, văn nghệ như là ở ngay văn miếu của tử ám này thì nó sẽ có một cái vai trò kích thích và nó cũng gây ra một cái sự mến chuộng trở lại đối với những giá trị văn chương và văn hóa nói chung của truyền thống. Đây là một cái sự một cái hoạt động mà theo ý tôi là rất có ý nghĩa. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, nhưng với những kết quả đạt được, dự án cổ vận Tân Phong đã giúp độc giả nói chung và các bạn trẻ nói riêng thấy được phần nào vẻ đẹp của nguồn mạch văn chương, văn hóa truyền thống của cha ông xưa để tiếp tục gìn giữ và phát huy. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế, làn sóng nhập khẩu hàng từ châu Á vào Mỹ đang tạo ra nút thắt cổ chai tại các cảng bờ Tây, khiến cho tình trạng thiếu hụt container và cước vận tải biển thì tăng vọt. Phí vận chuyển đường biển tăng hai đến bốn lần trong nhiều tuần qua. Theo truyền thông Nhật Bản, số lượng container đang được xử lý tại cảng Los Angeles và Long Beach, California, Mỹ tăng 45% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 8 tăng liên tiếp. Tính riêng trong tháng 3 năm nay, lượng container cập cảng Los Angeles tăng khoảng 80%. Hiện nay, khoảng 24 tàu container chưa thể tiếp cận được hai cảng này vì không có chỗ. Tổng sức chứa của số tàu trên lớn gấp 10 lần so với tàu Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez. Trong khi đó, có khoảng 800 công nhân, tương đương với 5% tổng số lao động làm việc tại hai càng trên, đã bị nhiễm COVID-19 trong tháng 2 và tháng 3 năm nay. Để ứng phó với tình trạng này, một số công ty đã chuyển sang vận tải hàng không. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết là tính đến sáng ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương thì đã có hơn 161 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm tại nước này và trong đó thì gần 60 triệu người đã được tiêm đủ liều. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, trong số những người đã được chủng ngừa, có hơn 104 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi gần 60 triệu người được tiêm đủ hai liều. Các liều vaccine hiện được sử dụng tại Mỹ để ngừa COVID-19 do các hãng Moderna, Pfizer, BioNTech và Johnson Johnson sản xuất. Sự thay đổi hướng dẫn của CDC tại Mỹ sẽ là một cú hích cho ngành công nghiệp du lịch, vốn đang gặp khó khăn do sự sụt giảm số lượng hành khách kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái tuy nhiên người đứng đầu cdc tại mỹ cho rằng dù đã có những hướng dẫn mới cho người được tiêm chủng song hiện vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để người dân mỹ đi du lịch trở lại Đại dịch Covid-19 đã khiến những người châu Âu thích tiêu tiền mặt phải chấp nhận những thay đổi đáng kể về hành vi mua sắm. Giữa bối cảnh hoạt động kinh doanh trực tuyến bùng nổ và chiều hướng thanh toán ít dùng tiền mặt hơn sẽ tiếp diễn ngay cả trong thời kỳ hậu đại dịch. Văn phòng thống kê liên bang Đức cho biết là trong tháng 2 năm 2021, doanh thu bán lẻ tại nước này đã giảm 9% so với một năm trước. Tuy nhiên những hoạt động kinh doanh online thì lại tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Dữ liệu từ Văn phòng thống kê châu Âu cho thấy, thương mại bán lẻ trung bình hàng năm tại EU trong năm ngoái chỉ giảm 0,8% trong khi GDP giảm với tốc độ hàng năm là 6,2%. Một cuộc khảo sát tại 19 quốc gia châu Âu vào cuối năm ngoái chỉ ra rằng, doanh số bán sản phẩm trực tuyến đã tăng trưởng tích cực, dao động từ 5 đến 10% ở Ba Lan cho đến 60 đến 75% ở Phần Lan. Mặc dù vậy, cuộc khảo sát còn cho thấy nhiều lĩnh vực có doanh số giảm Ví dụ, các dịch vụ thương mại điện tử như du lịch hay bán vé trực tuyến đã giảm từ 40% đến 70%. Với nguy cơ lây nhiễm vẫn cao ở châu Âu, ngành bán lẻ đang đứng trước năm 2021 đầy khó khăn, có khoảng 54% cửa hàng thời trang phải đối mặt với nguy cơ phá sản sau 100 ngày đóng cửa. Dịch COVID-19 tiếp tục phủ bóng đen lên lễ phục sinh năm nay khi mà số ca mắc mới COVID-19 vẫn gia tăng trên toàn cầu, bất chấp các nỗ lực triển khai tiêm chủng. Hàng triệu tín đồ Cơ đốc giáo trên khắp thế giới lại một lần nữa phải chuẩn bị đón ngày lễ Phục sinh mùng 4 tháng 4 trong hoàn cảnh các biện pháp hạn chế tiếp xúc được áp đặt ở nhiều nơi. Tại tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis chủ trì buổi lễ con đường của thánh giá tại một thánh đường vắng lặng ở quảng trường Saint Peter. Do các biện pháp hạn chế chống dịch cấm các cuộc tụ tập đông người, chỉ có 200 người được phép vào khu vực hành lễ nhiều nước tại châu âu đã đón lễ phục sinh trong bối cảnh các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được tái áp đặt trở lại tại đức đường phố vắng lặng khi người dân nhanh chóng trở về nhà trước giờ giới nghiêm vào ban đêm trong khi đó tại pháp các tín đồ đi lễ nhà thờ được yêu cầu ngồi cách xa nhau còn bên kia bờ đại tây dương các biện pháp hạn chế tương tự cũng đã được áp đặt tại canada trước thềm lễ phục sinh điểm sáng hiếm hoi trong lễ phục sinh năm nay là có một lượng khách khiêm tốn đã tới khu thành cổ của jerusalem một số địa điểm chính mở cửa cho khách du lịch nhờ chiến dịch tiêm chủng thành công của israel Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, người dân chưa hết bàng hoàng về hai vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh khiến 9 người thiệt mạng. Thì sáng ngày mùng 4 tháng 4 tiếp tục một vụ cháy trên phố Tôn Đức Thắng của Hà Nội đã làm 4 người trong một gia đình tử vong. Báo Lao động số ra ngày hôm nay có bài viết Bức thiết phòng ngừa cháy nổ trong các khu dân cư. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Đặc điểm chung là dạng nhà ống tích trữ nhiều hàng hóa và chỉ có một lối thoát nạn. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức cơ bản và các thiết bị cảnh báo cháy sớm. Đặc biệt là cần tính toán đến các lối thoát hiểm để khi mà lối chính bị biết lại thì cũng có thể thoát thân, tránh mắc kẹt quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và chất dễ cháy, thường xuyên kiểm tra và tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Thưa quý vị, thông tư 50 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh muốn cho con tiếp cận ngoại ngữ sớm. Tuy nhiên để thực hiện thông tư có hiệu quả thì vẫn còn là vấn đề còn nhiều bất cập. Lo học phí cao nhưng mà chất lượng không hiệu quả là mối quan tâm chung của các trường mầm non và bậc phụ huynh. Bởi các trường mầm non hiện không có vị trí việc làm cho giáo viên tiếng Anh, muốn dạy học thì đều phải liên kết với các trung tâm dạy ngoại ngữ. Đó là chưa kể đến các trường mầm non vùng khó khăn không dễ triển khai dạy tiếng Anh vì thiếu giáo viên ngoại ngữ. Có một thực tế tại Hà Nội, đó là để dạy tiếng Anh thì bắt buộc chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 3, có nghĩa là 4 tiết một tuần cần tới 1.500 giáo viên, trong khi thực tế thì mới chỉ có khoảng 800 giáo viên. Thưa quý vị, năm 2021, thành phố Hà Nội đã cho phép các chủ đầu tư thực hiện 17 dự án xử lý sự cố đê điều, sạt lở bờ sông theo hình thức cấp bách. Hiện 8 dự án đã cơ bản hoàn thành, 9 dự án còn lại đang được tăng tốc hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ban Duy Tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng các huyện Đông Anh, Trương Mỹ, Mỹ Đức đã ưu tiên việc xử lý các sự cố sụt lún đê kè cống, sạt lở bờ sông đê, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình nhà ở của người dân và những sự cố có xu hướng phát triển. Sau hơn 3 tháng triển khai đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ bàn giao công trình cho địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai và cùng với đó sẽ thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng vật tư đầu vào, kịp thời phát hiện và kiên quyết thay thế nhà thầu có hành vi gian dối, không hoàn thành tiến độ đúng cam kết. Trong khi đó, báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý, tầm nhìn xa hơn về phục hồi kinh tế. Từ năm 2016 đến nay thì đây là lần đầu ghi nhận sự giảm sút về số doanh nghiệp thành lập mới, sự suy giảm về lượng vốn đăng ký đổ vào nền kinh tế. Các chuyên gia khuyến cáo cùng với những chính sách mang tính ngắn hạn đang được thực hiện nhằm giảm tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 thì nên kiên trì với những cải cách mang tính dài hạn, hướng vào đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào công nghệ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, hoàn thiện thể chế tôn trọng và bảo vệ sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới, năng động, sáng tạo. Thưa quý vị, hình thức lừa đảo bằng tin nhắn giả mạo đúng định danh nhà mạng hay thời gian trước là các ngân hàng ví điện tử để chiếm đoạt sim hay là lấy tiền không hề mới nhưng mà vẫn có nhiều người dùng sập bẫy. Vậy làm thế nào để tránh bị lừa bằng tin nhắn giả mạo? Thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ. Trước tiên, thì đối tượng sử dụng các thiết bị phát sóng giả mạo để thực hiện gửi tin nhắn rác trực tiếp vào điện thoại và không thông qua mạng viễn thông di động. Các tin nhắn này bị các đối tượng thay đổi thông tin nguồn gửi như là số điện thoại, đầu số hoặc là tên định danh với nội dung quảng cáo, hướng dẫn hoặc là chứa đường link tới website giả mạo giống như là các website chính thống của các tổ chức tài chính, ngân hàng để đánh cắp thông tin của người dùng. Vì vậy, người dùng cá nhân, các thuê bao di động, chủ tài khoản cần phải cảnh giác cao độ, không truy cập các đường link lạ, không được mất cảnh giác khi mà cung cấp các thông tin cá nhân. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin đầy hấp dẫn khác. Vâng xin mời biên tập viên Anh Thư tiếp nối chương trình. Vâng xin cảm ơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Còn những khu vực khác trên cả nước, thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những dự báo chi tiết ngay sau đây. quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân thưa quý vị trong ngày hôm nay dãnh mây rông tiếp tục duy trì vì thế ở bắc bộ vẫn sẽ có mưa trong đó ở hà giang yên bái lào cai lai châu và điện biên là những vùng có hội tụ gió mạnh nên cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to và có rông vì thế người dân ở các khu vực này vẫn cần cẩn trọng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xét mưa đá và cả gió giật có thể đi kèm trong cơn rông mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây không cao chỉ từ 26 cho tới 29 các khu vực còn lại của bắc bộ là các tỉnh thuộc khu đông bắc và đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội không chịu tác động của rãnh mây rông nhưng ở đây lại có gió đông nam liên tục thổi ẩm từ biển vào nên trời nhiều mây có lúc có mưa và mưa nhỏ nhiệt độ ở đây giao động từ 28 cho tới 31 độ với miền Trung, ngày đầu tuần thời tiết cũng khá là dễ chịu. Rãnh mây rông và khối không khí lạnh cuối mùa dù không tác động nhiều nhưng nó cũng giúp Trung Bộ chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng đầu mùa. Trong ngày hôm nay, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế trời nắng gián đoạn nên nhiệt ngày sẽ duy trì trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Trong khi ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Sau những ngày liên tục có mưa rông chuyển mùa vào chiều tối và đêm, hôm nay ở tại Nam Bộ và Tây Nguyên không còn mưa nữa, cả hai khu vực này đón ngày đầu tuần với tiết trời nắng từ sớm, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng lên ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, nóng cục bộ sẽ tái xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên khu vực biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành hướng đông bắc đến đông, cường độ phổ biến ở khoảng từ cấp 4 cho tới cấp 5, riêng phía đông bắc của khu vực Bắc biển Đông đôi lúc đạt cấp 6. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. quý vị, xuất khẩu da dày khả quan, Việt Nam vẫn hút đơn hàng từ thế giới. Thông tin Trung Quốc cấm nhập khẩu ớt từ Việt Nam là không chính xác, hay giá nhiều loại thực phẩm bất ngờ tăng cao. Đây là những thông tin chính được truyền tới quý vị trong tiểu mục nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Trong nước giá mủ SVR20 đạt 25.206 đồng một kg, mũ SVRL đạt 39.297 đồng một kg, mũ SVRGP đạt 25.677 đồng một kg, mũ SVR10 đạt 25.318 đồng một kg. Theo Bộ Công Thương, cao su hiện vẫn đang là một trong những mặt hàng tăng trưởng cao trong nhóm nông lâm thủy sản xuất khẩu quý 1 năm 2021. Sau Tết Nguyên đán, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này tiếp tục tăng do vấn đề thiếu container được hạ nhiệt. Trong tháng 3, các hoạt động xuất khẩu đang tiếp tục phục hồi. Xuất khẩu da dày trong quý I năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Ước tính trong quý đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dày dép các loại đạt 4,74 tỷ đô la, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song đến thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã tìm ra được hướng đi phù hợp, thích ứng với xuất khẩu trong tình hình mới, chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, để nâng tầm hơn nữa, vẫn cần đầu tư nhiều vấn đề như nguồn lực, tiếp cận thị trường. Sau khi nhận được thông tin thương vụ đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc, xác minh thông tin với Tổng cục Hải quan Trung Quốc và khẳng định hình ảnh văn bản trên là giả mạo, không phải do phía Hải quan Trung Quốc ban hành. Mặc dù vậy, hoạt động xuất khẩu ớt đi thị trường Trung Quốc từ tháng 5 năm 2020 cũng đang gặp vướng mắc về kiểm nghiệm kiểm dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì làm việc với phía Trung Quốc để thống nhất phương án tháo gỡ các vướng mắc nêu trên nhằm đưa hoạt động xuất khẩu sản phẩm ớt Việt Nam đi thị trường Trung Quốc trở lại bình thường. Vụ tiêu năm nay ở Việt Nam bị chậm hơn mọi năm, khiến Tết ra các đơn vị xuất khẩu không có hàng để giao cho những đơn hàng đã ký, dẫn đến giá tiêu tăng cao. Sau khi chạm mốc 80.000 đồng một kg, hai tuần gần đây thị trường tiêu trong nước bắt đầu điều chỉnh theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, về ngắn hạn trong tháng 4 năm 2021, giá tiêu Việt Nam vẫn có thể bước vào đợt tăng mới, do đây là khoảng thời gian gần như chỉ Việt Nam có hàng, cũng là thời điểm kết thúc vụ thu hoạch. Hiện giá tiêu trong nước đang ở mức 71.000 đồng đến 74.000 đồng một kg. Đầu tháng 3, giá các loại rau cải cúc, rau mầm, rau thơm chỉ từ 1.000 đồng đến 2.500 đồng một bó, bắp cải cũng rớt đáy 2.500 đồng một bắp, thậm chí có lúc phải mang về cho gia súc, gia cầm ăn. Đến nay, giá các loại rau này đã tăng lên từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng một bó tại ruộng. Giá cả tăng nhưng rau lại không còn nhiều để bán vì trước đó đã bán rẻ hoặc nhiều bỏ. Tuy sản lượng còn ít nhưng lại là dấu hiệu vui cho bà con trong vụ mùa mới. Theo các thương lái, nguyên nhân là do thời điểm hiện tại đã qua chính phủ sản xuất, lượng rau cung ứng trên thị trường không dư thừa. Đặc biệt bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, rau xanh được ưa chuộng hơn, các thương lái đã bắt đầu tìm mua rau để cung ứng cho các thị trường lớn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong tháng 3 năm 2021 ước đạt 17.000 chiếc, tăng hơn 7.000 chiếc so với tháng trước. Giá trị kim ngạch ước đạt trên 347 triệu đô la. Tuy tăng mạnh về số lượng xe nhập khẩu, nhưng giá nhập khẩu chỉ đạt trung bình sắp xỉ 470 triệu đồng một chiếc. Điều này cho thấy lượng xe nhập vào Việt Nam phần lớn là những mẫu xe bình dân giá rẻ. Giới kinh doanh ô tô cũng cho rằng thị trường sẽ hơi như một chiếc lò xo đã bị dồn nén nhiều tháng nay, với lượng cung dồi dào, nhiều nhà nhập khẩu xe dự báo sắp tới có thể sẽ có một đợt giảm giá cho nhiều mẫu xe và thị trường ô tô Việt Nam sẽ sôi động trở lại. Vừa qua, đại diện trạm cảnh sát giao thông, trạm Madawui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng cho biết đã xác định được chiếc xe tải vượt ẩu khi đang lên đèo Bảo Lộc. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông trạm Madawui đang truy tìm chiếc xe tải nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua clip đơn vị tiếp nhận từ người tham gia giao thông cung cấp cho thấy, vụ việc này xảy ra lúc 9 giờ 58 phút cùng ngày tại km 104 trên đèo Bảo Lộc, khi đang trên đèo tài xế điều khiển xe tải vẫn vô tư đánh lái qua bên phải, vượt 4 xe ô tô lưu thông cùng chiều phía trước, mặc cho ở chiều đối diện có 4 xe ô tô đang đổ đèo. Rất may thời điểm xe tải này lấn làn vượt ẩu, tài xế xe ở hướng đối diện chạy tốc độ chậm đã kịp thời đạp phanh nên tai nạn không xảy ra. Quá trình vượt ẩu của tài xế xe tải được camera giám sát hành trình của một xe ô tô lưu thông theo chiều đối diện ghi lại. Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2021 đến nay, tại đèo Bảo Lộc xảy ra hơn 10 vụ tai nạn giao thông làm một người chết và nhiều người bị thương, nguyên nhân chính được xác định do tài xế vượt lấn đường không làm chủ tốc độ. Trước đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thí điểm triển khai xe buýt điện phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết thành phố được tự quyết về vấn đề này. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, chủ trương đưa xe buýt điện vào hoạt động thí điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cần thiết triển khai thí điểm, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai thí điểm đối với xe buýt điện được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 1712 ngày 17 tháng 3 năm 2021 để tự quyết định hoạt động thí điểm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, tuyệt đối không để xảy ra phí tiêu cực. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý với đề xuất của tập đoàn Vingroup về thí điểm 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn, gồm 77 xe, mỗi xe có sức chứa 65 đến 70 chỗ. Các tuyến xe buýt điện này kết nối các khu dân cư mới nơi vận tải công cộng chưa bao phủ đều. Thời gian thí điểm trong vòng 24 tháng. Trước việc ngày 29 tháng 3, chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình trạng rất nghiêm trọng có thể gây nguy hại cho công trình do thời gian tạm ngừng thi công kéo dài. Ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tháo gỡ các vướng mắc để cầu tiếp tục được thi công trước ngày 15 tháng 4. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hiện các vướng mắc của dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã cơ bản được giải quyết và dự án sẽ sớm được triển khai lại. Các bên liên quan cũng thống nhất công trình sẽ được thi công trở lại trước ngày 15 tháng 4. Liên quan đến công trình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực tế công trình bị vướng mặt bằng từ công ty Ba Son trước đây, việc này chậm một chút dẫn đến sau này làm công tác bồi thường di rời cũng chậm lại nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. quý vị cách đây tròn 249 năm vào ngày lễ phục sinh mùng 5 tháng 4 năm 1772 một đoàn thám hiểm của Hà Lan đã phát hiện ra đảo phục sinh kể từ đó hòn đảo với hàng trăm bức tượng đá khổng lồ đầy bí ẩn này đã trở nên nổi tiếng khắp trên thế giới đã có rất nhiều suy đoán về mục đích tạo ra các bức tượng này từ cách thức chúng được xây dựng cho đến vai trò của các bức tượng này trong nền văn minh đã từng tồn tại trên hòn đảo phục sinh đảo Phục Sinh có diện tích khoảng 165 km vuông, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Hòn đảo này trở thành một phần của lãnh thổ Chile kể từ cuối thế kỷ 19. Từ khi được phát hiện, đảo Phục Sinh còn được gọi là Moai do tộc người Rapa Nui Cổ từng sống trên đảo tạo ra. Có vẻ có khoảng 10.000 người sinh sống ở đó vào lúc cao điểm. Nhưng khoảng sau 100 năm, khi người dân từ châu Âu đến sinh sống ở vùng này, thì con số giảm xuống chỉ còn khoảng 1.500 người. Chắc chắn phải có điều gì đó xảy ra trong khoảng thời gian này khiến dân số giảm sâu đến như vậy. Hàng chục nghìn người từng sinh sống trên hòn đảo này, thế nhưng trên đảo không có sông, hồ hay suối, mà toàn bộ nguồn nước sạch chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Lượng mưa mỗi năm trung bình lại chỉ rơi vào khoảng 1.240mm, tức là không đủ để sống chứ chưa nói đến phục vụ cho việc tạo ra những ngoài khổng lồ. Chúng ta đều hiểu rằng ở những khu vực trên thế giới có những nguồn năng lượng bí ẩn, những nơi như Ai Cập hay Mexico có những công trình kim tự tháp với rất nhiều bí ẩn bên trong, những kiến trúc phức tạp như vậy chắc chắn phải được tạo dựng nên bởi những nền văn minh bằng gỗ hay cả những phương pháp rất thông minh khác để di chuyển những bức tượng có chiều cao trung bình 4 mét trọng lượng lên tới 13 tấn này. Ngoài lớn nhất từng được dựng lên, cao tới 10 mét và nặng 75 tấn. Một bức tượng được tìm thấy ở tình trạng chưa hoàn thành, còn cao tới 21 mét và nặng 270 tấn. Câu chuyện của những bức tượng khổng lồ trên đảo Phục Sinh là gì? Chúng có ý nghĩa gì? trả lời được những câu hỏi này có thể giúp chúng ta tìm ra lịch sử đầy đủ của nền văn minh đã từng tồn tại trên đảo Phục Sinh. Năm 1995, đảo Phục Sinh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hòn đảo này hiện có dân số sấp xỉ 5.000 người, trong đó số người bản địa gốc là tộc người Rapa Nui chỉ chiếm khoảng hơn một nửa, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá và chăn nuôi gia súc họ luôn tìm mọi cách để giữ gìn các phong tục truyền thống và từ chối sự xâm nhập của nền văn minh bên ngoài đảo phục sinh vẫn là một địa chỉ du lịch nổi tiếng hàng đầu thế giới dù không có các resort sang trọng những bãi tắm đẹp hay những món ăn ngon mà bởi nó sở hữu phong cảnh thanh bình hoang sơ và đặc biệt là những điều bí ẩn cần được khám phá và tiểu mục ngày này năm xưa cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui thân ái chào tạm biệt